chắc tay cò không lo chết. Nhất người luôn anh em nhá. Đây, áp 200 anh em nhá. Lưu lượng con này sẽ là 30 lít phút. Quá khủng luôn anh em ạ. Đây, mời anh em tổng chứa nước ở mức áp 200 này. Lưu lượng 30 lít phút này. Bếp ra sử dụng là bếp 40 độ anh em nhá. Đây, không phải đan toàn luôn. Chứa nước quá khỏe luôn. Hôm nay thì sửa chấm hết luôn, xe bồn, xe tải, xe container, các loại máy, máy công trình, máy xúc, máy ủi, cả xe tăng luôn. Ngoài ra anh em để dùng để phòng cháy chữa cháy rất là ổn luôn. À, cái cầu chưa? Ui, cái cửa thang hút luôn. Khách vừa nhất rồi luôn, nhả. Bóp. Luôn. Gọi là cua sầu. Rồi, hộp này. Anh em nhớ nhá, là với những dòng áp cao nước nhiều, tốt nhất là chúng ta sẽ dùng buộc chết cò súng nhá. Buộc chết cò súng, sau đó là dùng rè mốt an toàn nhất. Rồi, và bộ này nhá, công khai này. Bộ này nhá, công khai nhá, 11kg này, đầu Anovi 2514 này. Giá của nó sẽ là 19 củ anh em nhá, 19 củ bao ship Hồng Quốc luôn, bao gồm một dây 15m, súng 4 bép luôn, giá bao ship nhá. Đấy, sắp đôi một lúc là 2 em luôn, khách chốt một lúc 2 em luôn, thế mới máu.